Chào mừng các anh chị đến với chuỗi series chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Queen. Và mâm cơm đầu tiên hãy giới thiệu với cả các anh chị đó là chào mùa hạ với lẩu bầu tôm. Đây là cái nguyên liệu chính của cái món lẩu tôm bầu. Mình có bầu tươi chính vụ, có tôm đồng để làm nước dùng, có thể ăn kèm với cả tôm sú, mọc, nguyên liệu của mọc, đậu và bún. Chúng ta bắt đầu vào cái thực hành. Một cái quả bầu to như thế này thì mình sẽ cắt lấy cái phần to này. Cắt cái phần to này để riêng ra cái phần thân bầu này thì mình sẽ dùng để bào sợi. Còn cái phần nhỏ này thì mình sẽ trang trí. Ở đây thì Hành đã cắt một cái to này rồi để mình có thể để tôm vào. Trong cái 1 lít nước này mình sẽ để 800 để lát nữa xay với tôm. Còn 200 thì mình sẽ cho vào trong nồi trước. Mình sẽ cho vào trong nồi trước và đặt cái miếng bầu vào. Chúng ta đã dùng 200ml nước đầu tiên để làm chín tôm. Như vậy là chỗ này nó sẽ còn khoảng 800. Thì mình sẽ cho hết 800 vào đây. Cho cái tôm đồng này vào xay. Cùng với cả một thìa cà phê muối. Một thìa cà phê muối thì mình nên dùng muối hạt thô. Và nước tôm đồng thì rất là ngọt, mát, thanh. Nên mình dùng cái muối này để cho nó đóng bánh gạch. Và với cái nồi này là cái công nghệ Vitrox và Ovitem, cho nên là nó giữ lại tối đa dinh dưỡng. Mình sẽ cần một chút muối thôi để đóng gạch. Tự cái nồi này nó đã giữ lại dinh dưỡng rất là tốt và các cái vị của thực phẩm nó rất là tự nhiên, cho nên là mình sẽ không cần quá nhiều gia vị. Mình sẽ giữ cho cái vị tươi ngon nhất của nguyên vật liệu, của rau củ quả và cũng như là của tôm ở trong cái nước dùng lẩu bầu tôm này. Phần nhỏ của quả bầu này mình sẽ cắt cho nó thật là đều này. Đó. Mình sẽ cắt lấy những cái miếng như thế này. Cái phần bầu nhỏ này, cái phần bầu nhỏ này thì mình sau khi cắt ra như thế thì mình sẽ dùng một cái thìa này để mình xoáy. Hoặc là các bạn có thể dùng chính cái thìa cà phê ấy, xoáy một cái chỗ như thế này. Sau khi xay thì cái mộc nhĩ và nấm hương của chúng ta ở trong cái trạng thái như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ trộn nha. 50g nấm hương, 50g mộc nhĩ thì cái này lẫn vào rồi thì có nghĩa khoảng 100g. Ừ. 300g thịt, 200g giò sống, 30 mắm, 1 thìa cà phê tiêu. Cắt bớt cái phần dâu tôm này đi để gài lên bầu. Khi mà xếp cái tôm như thế này thì mình sẽ đậy vung vào và chúng ta bắt đầu làm chín tôm này ở cái nhiệt độ khoảng 600W. Đó. Và chúng ta để trong 10 phút. Có rung nắp như thế này thì chúng ta sẽ xoay nhẹ. Bây giờ thì chúng ta có thể mở nắp vung ra để xem tôm của chúng mình đã chín như thế nào. Cái phần bầu này thì mình sẽ gọt vỏ đi. Sau đó mình sẽ bào sợi. Bầu nó rất là nhanh chín nên là chúng ta sẽ bào cái sợi giữ cho nó càng dài càng tốt. Để lúc mà mình thả vào lẩu thì mình gắp nó sẽ được nguyên sợi. Mình chú ý trong cái quả bầu này khi mà mình bào á, thì đến cái phần ruột mình sẽ dừng lại.
Lát nữa cái ruột này mình hoàn toàn có thể cắt ra để ăn kèm cùng. Phần này là một cái phần mà rất là quan trọng trong cái lẩu bầu tôm, bầu sợi. Đây là cái nồi mà mình vừa mới làm chín tôm. Đó. Thì một trong những cái bí quyết mà khi làm nước dùng tôm với cả hoặc là canh cua, thì khi mà chúng ta có một cái phần nước ở trong nồi trước như thế này và chúng ta làm nóng lên, đun sôi, thì cái nước này mình vừa luộc tôm thì nó vẫn còn nóng. Và sau đó thì chúng ta mới cho cái nước xay tôm hoặc là nước gạch cua vào, thì cái gạch cua, gạch tôm trong cái lúc mà chúng ta đun lên ấy, nó sẽ không bị bám ở dưới đáy nồi. Và như thế nên cái gạch cua và cái thịt cua, của cái gạch tôm và cái thịt tôm này, nó sẽ nổi lên và nó đóng bánh được nhiều hơn. Thay vì là mình cho trực tiếp cái này vào trong nồi mà không có nước, thì nó sẽ bám ở dưới đáy nồi rất là nhiều. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi bày những cái đồ khác để ăn một cái nồi lẩu tôm bầu này cho rất là đầy đủ. Lẩu tôm bầu có cái nước dùng ngọt đậm đà đến từ cái nước tôm đồng xay. Đối với cái lẩu tôm bầu này thì cái tính thanh mát được coi trọng, đặc biệt là cái tính thanh mát của cái vùng nhiệt đới và mang đậm cái ẩm thực của văn hóa sông Hồng. Một cái điều đặc sắc không kém ở trong cái lẩu này đấy chính là cái rau ăn kèm, những cái sợi bầu bào dài cùng với cả mồi tơi, thêm một chút nấm nữa sẽ mang cho cái nước dùng này vừa ngọt, vừa đậm đà và vừa thanh mát, phù hợp với cả tiết trời mùa hè. Bây giờ thì mình sẽ đi cùng đi bày cái rau ở phía trên của cái nồi lẩu. Mình sẽ để mùng tơi ở phía dưới. Chúng ta muốn cho cái nồi lẩu này nó đẹp, rất là tự nhiên, thì khi mà chúng ta bày, chúng ta sẽ để cho những cái ngọn mùng tơi để nó lên một chút. Bày xung quanh là sợi bầu luôn nha. Rồi, những cái viên mọc này chúng ta sẽ xếp vào xen kẽ. Khi mà chúng ta đã bày được một cái nồi như thế này, rau ăn kèm với cả bầu sợi xung quanh, thì chúng mình sẽ, cái tôm của bầu của chúng mình đã chín rồi ấy, thì chúng mình sẽ cho vào. Thế là cái bầu này mình cắt ở khoảng độ dày 8 phân, thì khi mà đậy nắp lại thì nó sẽ không vướng. Đó, và chúng mình sẽ xếp tôm lại nhé. Chúng ta bày xen kẽ những cái nấm này giống những cái bông hoa nhỏ xinh xinh để tạo nên một cái nồi lẩu vừa đẹp mắt và vừa rất là ngon miệng. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần đậy vung lại và bật bếp. Hẹn 10 phút và chúng ta đã có một cái bữa lẩu đầy đủ chất, rất là ngon miệng. Nếu như không luộc tôm trước làm chín trong 10 phút đầu tiên để mà có một cái bức ảnh đẹp ngay khi ngồi vào bàn, thì chuẩn bị trước bạn hoàn toàn có thể làm tôm như thế này. Bạn có thể bày hết tất cả lên, chỉ có một cái bước duy nhất mình cần phải xử lý trước, đấy là nước tôm ở phía dưới, đúng không ạ? Nước dùng tôm. Và như thế này, bạn có thể cất vào trong tủ, bạn có thể làm trước
bạn có thể để trước để có thể đi đâu đó và ở nhà bạn. Ngay cả một em bé cũng có thể đậy nắp vào, bật bếp lên 10 phút và một cái nồi lẩu đó hoàn chỉnh. Đây, sau 10 phút thì các bạn sẽ thấy rằng là cái vai thlop nó đã biết kín rồi đúng không ạ? Biết kín và cái trong cái thời điểm này thì thực phẩm đang chín. Nếu như chúng ta muốn ăn trực tiếp thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy này, kiểu có sau 10 phút mà mọc đã chín, các rau ở đây đã vừa chín tới, nước lẩu thì cũng đã sôi, gạch cũng đã lên. Thế bây giờ chúng ta có thể ăn trực tiếp như thế này, hoặc là chúng ta có thể bỏ cái khay này ra, bỏ cái khay này ra một cái đĩa để cho chúng ta ăn. Nếu chúng ta ăn lẩu khô, chúng ta có thể nhâm nhi trước, rồi chúng ta có thể lấy ra như thế này, nguyên như thế này và chúng ta để trên đĩa. Đây, chúng ta với cái cách mà chúng ta cho cái nước tôm vào sau, khi mà trong cái nồi nó đã có sẵn nước rồi thì nó có thể như này, nhiều gạch tôm như thế này đấy ạ. Rất là nhiều đúng không ạ? Mặc dù là của chúng ta chỉ có khoảng độ 100 gram với cả 800 nước mà gạch nó nổi lên rất là nhiều. Ngọt, mát, nhẹ, bởi vì có một chút xíu muối rồi đúng không ạ, cho nên cái vị ngọt từ tôm nó rất là tự nhiên. Và cái lý do chúng ta được nhiều cái gạch tôm như thế này, đó chính là chìa khóa chúng ta cho một chút nước vào trước và cho cái nước tôm vào sau. Bây giờ thì chúng ta đi bày mâm nhé. Đây là một mâm cơm hoàn chỉnh. Mùa hè nếu mà nói đến lẩu rất nhiều người sẽ ngại, nhưng với lẩu bồ tôm lại là một câu chuyện rất khác. Sau khi ăn lẩu bồ tôm thì cơ thể được trung hòa, cân bằng, được thanh nhiệt, được thải độc và cơ thể sẽ trở nên rất là mát mẻ trong mùa hè. Chúc các anh chị nhà phân phối và khách hàng của Amway thành công với những mâm cơm trong chuỗi series gói trọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi nấu ăn đa năng Amway Queen.